đi tiếp đường Phạm Ngọc Thạch. Thì ra đâm thẳng đây là đường Phạm Ngọc Thạch rồi. Phạm Ngọc Thạch thì anh nhớ nhà văn hóa thanh niên của thời không biết đi đâu chơi là cũng thanh niên toàn ra đây tập trung bên tay phải à. Bên tay phải là nhà văn hóa thanh niên ngày xưa, bây giờ vẫn còn là nhà văn hóa thanh niên, bữa nay là nó đã trưng bày hoa mai rất là nhiều đẹp. Bên tay phải là nhà văn hóa thanh niên. Đây nhà văn hóa thanh niên toàn đợi thanh niên hoa mai quá đẹp luôn ha, hoa mai đẹp quá. Nhà văn hóa thanh niên rồi, nhà văn hóa thanh niên thì em thấy trước mặt là ở đường cắt ngang mình là đường Nguyễn Thị Minh Khai. Nguyễn Thị Minh Khai và trước mặt em thấy xa xa trước mặt á là hồ con rùa, nhớ không, nhớ hồ con rùa không?